ta xấu trai ta đâu dám vô kiểu đó. Mà trong mặt đồ đó nó với mặt đâu, nó với mặt đâu, dễ dàng lắm. Tao với phụ nó banh nó mặt đồ nó thôi. Tao mà tài xế đã mặc đồ đó rồi. Thôi mày chụp hình không rõ ra mày. Tao quay phim tới chụp hình đâu rõ. Nên người ta có ô tô ai nhậu nhậu công an bắt chào. Này Trung Nguyên tặng ly luôn đó ta. Thứ hai. Này lát vô làm này nè. Mày ở giữa kìa. Mua mua con vịt xiêm 3 kg với là 2 củ gừng thôi. Hỏi là ổng chịu làm cái bảy bảy bắt không dính vô mới được. Đứng ở coi hả? Mua mới tháng 8 về mẻ công là còn luôn. Mà làm thì cho nó bắn vô chứ không có mấy đâu. Tấm đình chứ làm sao hả? Không biết á. Có bán hả? Bắn nhỏ vậy nè, bắn vô, kẹp cái kẹp cái kép móc xe á. Móc xe á. Giờ lâu đó vậy chứ là còn. Còn cái nữa bây giờ một cái bát bát ấy nè, chứ hàng cái bát được cắt á, bắt hàng lỗ bắn được. Bắt cái bát vô cây còn cái xác thì hàng rồi đó, hàng của bát. Làm đi về cũng chửi chết. Giờ thằng nào hồn nào làm cái này. Bữa nay ngày tốt đó, đám tiệc mà đi đám đó là quán vắng. Bữa nay ngày lành thắm phốt. Cái bên vô là mình cái tê gà đây, cái tê nó bắt đầu rồi, nó vào cái đầu luôn kìa. Có cái miệng luôn, cái miệng nó rộng, cái miệng nó rộng. Thằng bao nhiêu mày chó đang nhiều nhất rồi đó, chó đang bể bụng rồi. Đây đèn theo đó gì? Đây đèn theo đó gì? Được rồi, hết thảy bể bụng luôn rồi. Cái bao cái làm trường hợp đó rồi. Đó nó bò lên luôn. Bò lên luôn trắng luôn à? Ta ra ngoài nó làm, mày chở đi học chứ ai làm? Ai chở? Ví dụ nó cho nó bò lên. Ví dụ nó cho nó bò lên đá luôn. Đá luôn ngay à? Bò đá lên ngang. Bò lên cái mang ha. Ví bỏ gần gần cái trên đá rồi nó táp quay. Cái mé nó bò lên nó táp. Đưa cái tay xuống luôn. Còn mấy con này cái đề là có răng không? Mấy con này cũng có răng đâu. Cần dâng lên, cái răng lên trắng. Cái này cái mỏ luôn, cái gai này. Làm dấu luôn. Làm dấu. Luôn nhận luôn nè. Thank you.
cá mới kêu già thì mới cho ăn.